Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến hết ngày hôm qua, đã có hơn 74% diện tích trên tổng số gần 507.000 hecta khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ lấy nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2021-2022. Các địa phương dẫn đầu về tỷ lệ lấy nước cao gồm Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Những địa phương diện tích có nước đạt thấp gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên và Hải Dương. Tiếp theo là phần tin thế giới. Tại đối thoại thường niên các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Anh và Australia, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Anh và Australia vừa ra tuyên bố chung tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ đối với các hành động làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Đồng thời hai nước cũng nhấn mạnh rằng mọi hoạt động trên khu vực biển này phải phù hợp với luật pháp quốc tế. Các quan chức ngoại giao và quốc phòng của Anh và Australia lại một lần nữa nhấn mạnh rằng phán quyết năm 2016 của Tòa án trọng tài liên quan đến các tranh chấp trên Biển Đông là cuối cùng và có giá trị ràng buộc các bên. Mọi quy tắc ứng xử đang được xây dựng để giải quyết các tranh chấp trong khu vực phải phù hợp với luật pháp quốc tế, cụ thể là UNCLOS, không làm phương hại đến quyền hoặc lợi ích của các quốc gia theo luật pháp quốc tế hoặc làm suy yếu cấu trúc khu vực bao trùm hiện có. Cũng tại hội nghị, Australia tuyên bố ủng hộ kế hoạch của Anh để triển khai hai tàu tuần dương hiện diện lâu dài tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trong một động thái cho thấy căng thẳng Nga phương Tây leo thang, Tây Ban Nha đã đưa tàu chiến tham gia lực lượng hải quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Địa Trung Hải và Biển Đen. Bên cạnh đó, chính phủ Tây Ban Nha cũng sẽ cân nhắc gửi máy bay chiến đấu đến Bulgaria, mặc dù điều thiết bị quân sự đến Biển Đen. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng của Tây Ban Nha vẫn khẳng định nước này chủ trương ủng hộ một giải pháp ngoại giao với Nga. Cảnh sát Australia đang mở các cuộc điều tra tại hai bang lớn.